Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay mời cô chú, anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính. Và có lẽ bất kỳ cô chú anh chị nào theo dõi cái drama này và nếu tinh tế nhận ra thì sẽ thấy cô Nguyễn Phương Hằng không hề dồn những người phía bên kia, những người mà cô ấy gọi là lươn vào bước đường cùng. Ví dụ như một trường hợp tiêu biểu chính là nghệ sĩ Hoài Linh. Nghệ sĩ Hoài Linh nếu như cái thời điểm đó, cô Hằng cô ấy không la lối, không đánh trống khua chiêng lên để nói nói rằng về cái chuyện từ thiện ngậm 14 tỷ Mà nếu như cô Nguyễn Phương Hằng âm thầm làm một cái lá đơn tố giác Thì Hoài Linh còn lao đao hơn rất là nhiều Không chỉ là trốn chui trốn lủi đâu Mà sẽ bị pháp luật lôi ra ngoài ánh sáng Và cách hành xử của cô Nguyễn Phương Hằng Đó chính là thấy một người ăn trộm Nhưng cô ấy lại đứng vào cối la lối lên Để cho cái tên trộm kia biết rằng đã bị phát hiện rồi Để mà chạy Giống y hệt như trường hợp của nghệ sĩ Hoài Linh Cô Nguyễn Phương Hằng đã biết là nghệ sĩ Hoài Linh ỉm tiền rồi nhưng mà thay vì cô âm thầm cô ấy đi báo công an để công an đến có bàn chân lặng lẽ mà bắt được trộm thì cô ấy lại la lối lên và hoài linh khi mà nghe thấy cái tiếng la lối đó cùng với rất nhiều sự la ó từ cô chú anh chị và các bạn thì đã nhanh chóng cắp đi đi miền trung giải ngân hết từ thiện trong vòng một tuần lễ thôi Suốt 6 tháng trời rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều những cái khó khăn khắc phục để rồi là không thể nào giải ngân tiền từ thiện Thì khi bị bà Nguyễn Phương Hằng đánh cái tét một phát thì lập tức là chạy ngay ra miền Trung giải ngân nhách rất nhanh, rất gọn chỉ trong vòng một tuần Đúng là một cái trò hè mà đến bây giờ chúng ta nhắc lại chúng ta cũng cảm thấy chua xót Bởi lẽ trong cái việc mà các nghệ sĩ mập mờ tiền từ thiện, những người mà yêu chính nghĩa họ không muốn họ là người chiến thắng Họ mong muốn rằng họ thua, họ mong không muốn rằng là cái sự đoán non đoán già của mọi người về cái việc hoài linh giữ tiền từ thiện là không có bởi vì có lẽ bất kỳ chúng ta cũng mong muốn rằng trong cái cơn hoạn nạn miền trung năm đó thì mong rằng cái tiền từ thiện từ mạnh thường quân sẽ đến được với tay người dân trong cái trận chiến này chúng ta không hề muốn thắng chúng ta muốn thua chúng ta muốn sai để người dân miền trung được cầm những cái đồng tiền trong cái lúc khó khăn hoạn nạn đó mà cái đồng tiền mà rất nhiều người nói đó là khúc ruột miền trung cuối cùng thì chúng ta đã thắng thắng trong một cái sự chua sót khi nhìn thấy cái màn kịch của hoài linh nhanh nhanh chóng chóng mà đi giải ngân tiền từ thiện. Nếu như mà nhìn thì rõ ràng người ta nói rằng bà hằng thế này thế kia, nhưng thực chất cái cách của bà Nguyễn Phương Hằng là cho Hoài Linh một lối thoát và công nhận là họ đã thoát được và không chỉ mình Hoài Linh thoát mà rất nhiều những cái văn nghệ sĩ đã từng kêu gọi từ thiện, sau đó mập mờ sao kê, không chịu đưa ra sao kê thì đều thoát hết. Và đến trường hợp của ông Võ Hoàng Yên thì như cô chú anh chị thấy Võ Hoàng Yên cũng là một tay có một hệ thống tạo được một cái thương hiệu rất lớn trên Youtube Và từ những cái video đó ma mị rất nhiều người dân Và để đánh sập được cái hệ thống này thì chỉ có cách là bà Nguyễn Phương Hằng phải lên trên mạng Internet để cảnh báo cho người dân Và với Phúc Tài Chính thì đó là một cái sự hy sinh rất lớn Nếu như cô chú anh chị và các bạn đã từng tiếp xúc với những cái người mà giàu ấy thì họ chỉ muốn ẩn mình thôi và ngay cả cô chú anh chị và các bạn có thể quan sát trong drama Có những người họ donate, có những mạnh thường quân họ nhiều tiền Thì làm sao mà các bác có thể tra được cái nguồn gốc của họ Họ luôn âm thầm lặng lẽ và cực kỳ là kín đáo với một người mà họ có tiền thì họ không muốn lộ diện đâu Lộ diện làm gì để tránh gặp những cái rắc rối như cô chú anh chị thấy đến những mạnh thường quân trong drama họ còn muốn giấu danh tính Những người donate họ còn muốn giấu danh tính Thì cô Nguyễn Phương Hằng là cái người mà giàu hơn họ rất là nhiều Thì chắc chắn rằng cô Nguyễn Phương Hằng sẽ hiểu rõ luật chơi Nhưng vì muốn cảnh báo cho người dân những cái gì mà Võ Hoàng Yên đã gây ra những cái điều tàn khốc cho người dân Dựa vào cái chiêu trò lừa đảo về thần y Và như cô chú anh chị thấy trước đấy thì ngoài Võ Hoàng Yên thì cô ấy cũng không gửi đơn bất kỳ ai Ví dụ như cô cũng không gửi đơn tố giác Hoài Linh và các nghệ sĩ Mặc dù với cái khoản tiền ỏm 14 tỷ ở đó mà tố giác tội phạm thì thôi ông Hoài Linh ăn vỡ mồm rồi. Nhưng mà cô ấy không hề gửi đơn, chỉ gửi đơn Võ Hoàng Yên và khuyến khích những cái nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên đứng lên tố cáo cái ông Võ Hoàng Yên này. Nhưng rồi sau đó bằng một cái tâm lên tiếng cho người dân, bằng một cái sự chính trực chính nghĩa mạnh mẽ lên tiếng cho câu chuyện của xã hội thì có lẽ cô Nguyễn Phương Hằng cũng đã nhận được cái điều chua chát và chua chát nhất chính là bị tạm giam trong T30. Và chứ chúng ta thấy cô Nguyễn Phương Hằng luôn cho bọn họ một con đường sống, nhưng bọn họ thì lại muốn dìm cô Nguyễn Phương Hằng. Ví dụ như là Hoài Linh, cô Nguyễn Phương Hằng cho Hoài Linh cho Thủy Tiên cho Đàm Vĩnh Hưng những cái con đường sống, nhưng cuối cùng thì Hoài Linh lại làm đơn kiện, Đàm Vĩnh Hưng làm đơn kiện Vi Oanh làm đơn kiện rồi là Thủy Tiên làm đơn kiện Và với Phúc Tài chính nghĩ một điều rằng Có lẽ trong những cái ngày tháng 1 năm rưỡi tạm giang đó Thì cô Nguyễn Phương Hằng đã làm rất nhiều đơn Đã làm mạnh mẽ hơn, kịch liệt hơn trên con đường pháp lý Tố cáo từng người, từng người một Và cụ thể đó chính là các cá nhân bị bà Hằng tố cáo gồm Ông Trần Văn Sĩ, luật sư Trần Văn Sĩ Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh Ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Bà Trần Thị trang người mẫu trang trần bà đặng thị hàn ni nhà báo hàn ni bà đinh thị lan và những người đăng ký quản lý sử dụng các tài khoản facebook tên đàm ngọc tuyên huỳnh ngọc thiên hương xóm nhiều chuyện giác tịnh nhân maria trần đinh thu hiền vô thường đinh lan và các tài khoản youtube có tên kim mao tv hoàng ngọc hot new happy media biên niên tiểu sử lan ninh về các hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và nhìn lại và đặc biệt trải qua thì chúng ta mới thấy rằng cô nguyễn phương hằng đã bị tấn công trên mạng rất nhiều lấy một ví dụ như kênh youtube của ông luật sư trần văn sĩ cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn đây đây chính là kênh youtube luật sư trần văn sĩ và phúc tài chính đã lọc ra những cái video nhiều view nhất trên kênh luật sư Trần Văn Sĩ thì đến 99% là những video nói về bà Nguyễn Phương Hằng. Đúng là kiểu dân làm YouTube mà, nói về một chủ đề nhiều view là cứ thế nói vào, nói bà Hằng, chửi bà Hằng, moi móc đời tư của bà Hằng lên, bêu rếu, hạ thấp nhân phẩm của bà Hằng thấy nhiều view là cứ thế lao vào. Để rồi bây giờ là cổng số 8 Đơn cử như là video 2 năm trước, Nguyễn Phương Hằng chửi rủa Trương Quốc Huy khiến quốc võ rụng rời chân tay. Và như cô chú anh chị thấy ở đây cái video này là 568.000 lượt xem. Đây là một con số cực kỳ khủng cô chú anh chị ạ. Cô Nguyễn Phương Hằng nói thật là đã tạo ra công ăn việc làm cho rất nhiều người trong cái thời kỳ dịch và cho đến tận bây giờ và còn tận 1 2 năm tiếp theo nữa cơ. Rồi là không chỉ là tạo công ăn việc làm cho những người YouTuber phía bên này mà còn tạo cả công ăn việc làm cho những người YouTuber phía bên kia. Đơn cử là ông luật sư Trần Văn Sĩ cứ tính xương xương 568.000 lượt xem này là cũng phải hơn 10 triệu đồng cô chú ạ. Đấy bây giờ về già rồi mà cứ mỗi một video nói khoảng 38 phút mà được hơn 10 triệu này thì thì chả lao vào nói, lao vào nói nhiều rồi là ăn còng số 8. Tiếp theo là video một năm trước mời quý khán giả xem kịch tuồng nỗi oan thị màu thời 4.0 để ảnh đại diện là cô Nguyễn Phương Hằng và thầy Đặng Anh Quân. Video này là 424.000 lượt xem. Tiếp theo là Nguyễn Phương Hằng là con virus nguy hiểm hơn cả Covid-19. 351.000 lượt xem Ở đây tính sơ sơ là đã khoảng độ 30 triệu đấy cô chú ạ Và nếu như thời gian mà nhiều thì cái việc nó lên 40 triệu, 50 triệu là cũng có thể khả năng xảy ra đấy Nhiều tiền này nên là vào tù sớm là phải Tiếp theo là Nguyễn Phương Hằng phản biện Trương Quốc Huy đã thua toàn tập 326.000 lượt xem Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Phương Hằng cả gan mắng các luật sư của Võ Hoàng Yên đồ ngu 317.000 lượt xem không thể chấp nhận lời xin lỗi của bà Nguyễn Phương Hằng 300.000 lượt xem. Cần truy cứu trách nhiệm hình sự Nguyễn Phương Hằng, đảm bảo tính nghiêm minh pháp luật 280.000 lượt xem. Ai giật dây cho Nguyễn Phương Hằng phong sát nghệ sĩ phía Nam 260.000 lượt xem. Và rất nhiều những cái video ở đây một loạt video 203.000, 195.000, 193.000, 185.000, 183.000 rất rất nhiều những cái video ở đây ông luật sư Trần Văn Sĩ tấn công bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà nếu như bà Nguyễn Phương Hằng mà nói lại một câu ấy là lập tức lại tôi là người bị hại đấy. Các ba cái ăn vạ giỏi lắm. Vì vậy nên trong drama này chúng ta phải nhìn nhận hết sức là tỉnh táo, toàn những con người lên nói rất là nhiều, nhưng mà khi bị nói lại một cái thì lập tức lại trở thành người bị hại luôn. Sao mà diễn giỏi thế không biết nữa. Và đặc biệt là khi cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy Phúc Tài chính đã liệt kê rất nhiều những cái video hàng loạt video mà toàn những cái video nhiều view, view khủng như vậy thì đó là cô chú anh chị cũng hiểu tại sao mà luật sư Trần Văn Sĩ lại được tra còng số 8, lại được tặng lắc bạc trước những người như kiểu là Đinh Lan. Ví dụ như Đinh Lan thì kênh YouTube rất là bé, còn luật sư Trần Văn Sĩ kênh YouTube to như thế này thì người ta sẽ xử dần dần, xử lý dần dần. Và như cô chú anh chị thấy ở phía bên kia thì có hai con người sừng sỏ nhất là luật sư Trần Văn Sĩ và nhà báo Hàn Ni nói về bà Nguyễn Phương Hằng là hai con người mà nhiều view nhất thì đã được tra còng số 8 rồi và như con rắn thì là coi như chặt mất đầu rồi còn lại thì vài cái chân loe ngoe loe ngoe thôi rồi dần dần pháp luật sẽ xử lý. Và ở Hà Nội thì người ta hay có câu là Hà Nội không vội được đâu cứ từ từ rồi khoai sẽ nhừ và thưa cô chú anh chị và các bạn khi mà cô Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam thì có lẽ rất nhiều cô chú anh chị và các bạn cảm thấy tức và ấm ức trong lòng. Trước rất nhiều những cái comment fan nghệ sĩ, fan của luật sư Trần Văn Sĩ, fan của nhà báo Hàn Ni, họ cảm thấy là hả hê, họ cảm thấy rằng thấy chưa, chúng mày thấy chưa, bà Hằng sai rồi, bà Hằng sai rồi. Nhưng mà khi cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam Hàn Ni và bắt tạm giam Trần Văn Sĩ đã tạo nên một cái thế cực kỳ cân bằng Họ không còn ào nhau lên mà chửi rủa bà Hằng một cách một chiều nữa Mà họ cũng phải nhìn nhận lại những con người như luật sư Trần Văn Sĩ và nhà báo Hàn Ni đã làm những gì Để rồi cuối cùng cũng phải tra tay vào cái cổng số 8 và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng phân tích về nhà báo Hàn Ni Đặc biệt là cái vụ án mà bà Nguyễn Phương Hằng đã kiện bà Đặng Thị Hàn Ni như thế nào nhé vào cuộc điều tra, ngày 24 tháng 2 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, phường Tân Thuận Đông, quận 7 và ông Trần Văn Sĩ, sinh năm 1957, ngụ phường 7, quận Bình Thạnh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Kết quả điều tra xác định, bị can Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản YouTube, Facebook, nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không, đăng ngày 3 tháng 9 năm 2021. Bà Đặng Thị Hàn Ni có bốn phát ngôn liên quan thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của Nguyễn Phương Hằng vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Thì như cô chú anh chị thấy ở đây thì theo cái kết luận điều tra ấy, thì bà Đặng Thị Hàn Ni có một cái buổi live stream có tên là bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không đăng ngày mùng 3 tháng 9 và tại cái video này tại cái live stream này thì có bốn phát ngôn liên quan thuộc thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Và như cô chú anh chị và các bạn có thể thấy ở đây, chính là theo kết luận điều tra thì nó sẽ rất là dễ. Chỉ là một cái buổi live stream và trong đó đã tìm ra bốn cái điểm mà Hàn Ni đã vi phạm rồi Nhưng mà cô chú anh chị có thể thấy một cái vấn đề ở đây Đó chính là hàng loạt bài báo chính thống đã đưa tin là Báo Thanh Niên đưa tin vụ án Đặng Thị Hàn Ni, Viện Kiểm sát trả hồ sơ lần 2. Báo Tuổi Trẻ đưa tin yêu cầu điều tra bổ sung vụ cựu nhà báo Hàn Ni xâm phạm bí mật đời tư của bà Hằng. Báo Người Lao động đưa tin trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Đặng Thị Hàn Ni. Báo Việt Nam Net đưa tin điều tra lại vụ nhà báo Đặng Thị Hàn Ni xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Báo Công an Nhân dân đưa tin yêu cầu làm rõ vai trò một số cá nhân liên quan vụ án Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sĩ. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin Viện Kiểm soát trả hồ sơ lần 2 vụ bà Đặng Thị Hàn Ni xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Và như cô chú anh chị có thể thấy trước mắt thì cái vụ án Hàn Ni là ở một cái buổi live stream và trong đó có cái bốn điểm mà Hàn Ni đã vi phạm vào cái việc là xâm phạm đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà tại sao mà Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại liên tục trả hồ sơ để điều tra lại bà Hàn Ni này? thì chứng tỏ là nó không hề đơn giản như vậy chứ còn nếu chỉ dừng lại ở một buổi live stream và đã tìm ra bốn điểm vi phạm rồi thì nó rất là dễ nhưng mà phúc tài chính nghĩ một điều rằng hàn ni này còn dính vào nhiều cái nữa nên là mới có thể trả hồ sơ điều tra đi điều tra lại như thế này Phúc tin một điều rằng là vụ án Hàn Ni này cũng sẽ rất hấp dẫn và chúng ta sẽ chờ đợi cái ngày mà bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục hiên ngang bước ra tòa. Chúng ta lại được gặp bà Nguyễn Phương Hằng một lần nữa, gặp cô Nguyễn Phương Hằng một lần nữa và chúng ta lại tiếp tục cổ vũ cô Nguyễn Phương Hằng. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, có lẽ là một sai lầm của tất cả những bên lươn từ Hàn Ni, từ Đức Hiển, từ ông luật sư Trần Văn Sĩ, Đinh Lan, Vi Oanh đó nghĩa là họ cảm thấy rất là vui mừng ngay cả các nghệ sĩ nữa họ cũng cảm thấy vui mừng khi mà bà nguyễn phương hằng bị bắt tạm giam nhưng mà họ lại không biết một điều rằng đó chỉ là một trận lượt đi mà thôi và trận chiến nào cuộc chơi nào trò chơi nào trận đấu nhau nào thì cũng còn lượt về nữa và một người kiên định trung kiên và đặc biệt là có cái thần thái sắc lẹm như bà nguyễn phương hằng thì không dễ gì chịu thua cuộc và bà nguyễn phương hằng đã nói rồi bước vào cuộc chơi này là phải thắng bằng mọi giá là phải thắng cho dù là có thắng trong đau khổ thì cũng phải thắng Thực sự một cái cuộc chiến giữa chính và tà Giữa những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống và những kẻ lươn lẹo Thì thực sự rất là gian nan Và khi Phúc Tài chính đọc những cái bài viết trên Facebook chia sẻ của cô nhà báo Hàn Ni này Thì mới thấy cô ấy rất kiêu căng ngạo mạn để rồi nhận lại một cái quả đắng Và cụ thể như nào thì mời cô chú anh chị và các bạn Hãy cùng Phúc Tài chính đọc những cái bài viết ngay sau đây Vào ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023 Tức là chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là cô Hàn Ni bị bắt tạm giam đấy Thì lúc này cô ấy có một cái bài viết Chưa tìm ra chùm cuối thì chưa yên Mọi người ai còn lưu clip của bà Hằng từ ngày mùng 3 tháng 9 năm 2021 đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021 thì cho xin với ạ. Nếu có clip ông Dũng Lò Vôi tuyên bố bán nhà lo cho vợ và nói sẽ kiện tôi thì cho xin file luôn ạ hình như trong các đơn của nạn nhân còn thiếu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cảm ơn ạ. Vâng, cô Hàn Ni là cô ấy muốn lặng nhưng mà ý là cô Hằng là không ngừng đấy. Chắc là lúc này là cơ quan cảnh sát điều tra cũng dí cho ác rồi nên là muốn ngừng lắm rồi. Nhưng mà làm sao được? Mặc dù khi đó bà Nguyễn Phương Hằng đã ở trong T30 nhưng mà gió từ bà Nguyễn Phương Hằng tung trưởng ra thì còn phần phật phần phật, vì vậy nên khiến cho cái cây nhà báo Hàn Ni là muốn ngừng lắm rồi nhưng mà không thể ngừng được, chỉ khi nào vào tổ thì may ra mới có thể ngừng được thậm chí cho dù đã tạm giam rồi vẫn chưa thể ngừng được, chúng ta còn chờ đợi một cái ngày mà khi bước ra tòa nữa. Cô Hàn Ni nói cái câu này luôn tỏ vẻ là nạn nhân, thế tại sao trong một thời gian rất dài thì cứ lên nói bà Nguyễn Phương Hằng, bám vào bà Nguyễn Phương Hằng để mà nói bà Nguyễn Phương Hằng vu khống nhục mạ rồi xâm phạm vào đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Trong khi đó thì bản thân cô Hàn Ni là luật sư, chất xám để đâu, chất xám để cống hiến cho xã hội, nhưng cuối cùng lại dùng chất xám để mà công kích bà Nguyễn Phương Hằng. Sao lúc đấy cây hàn ni không ngừng ni Đến khi bà Nguyễn Phương Hằng quật lại cho Quật cho bão tố cấp 11, cấp 12 Thì muốn là cây muốn ngừng lắm rồi và sau cái bài viết này thì chỉ một thời gian rất ngắn thôi thì cô Hàn Ni đã bị gió quật một phát vào tù. Tiếp theo trong cái bài viết vào ngày 17 tháng 9 năm 2022 từ Facebook nhà báo Hàn Ni, bài viết khai giảng lớp pháp luật cộng đồng khóa 3 là cô ấy nói về cái lớp học của cô ấy do cô ấy là giảng viên thì mục tiêu chị hằng tạo ra một cuộn cuộn con CCC đấy chắc là cô chú anh chị rất là quen với cái cụm từ này thì tôi sẽ xây dựng 10 người, 100 người hiểu biết pháp luật Ý là cô ấy nói là cô Nguyễn Phương Hằng tạo ra một người là cuồn cuộn con Và với chúng ta là cô Nguyễn Phương Hằng tạo ra một người Phan Chính Nghĩa Thì bà Hàn Ni này sẽ tạo ra 10 người, 100 người hiểu biết pháp luật Không biết là bà Hàn Ni sẽ đào tạo những người hiểu biết pháp luật như thế nào Khi mà bà Hàn Ni bị vào tù trong chính cái lá đơn từ bà Nguyễn Phương Hằng Với cái tội 331 Một cái tội mà bà Hàn Ni lúc nào cũng lên trên mạng tỏ vẻ là rất hiểu biết Bởi vì là bà Nguyễn Phương Hằng là bị bắt tạm giam bởi 331 Nên là bà nhà báo Hàn Ni lúc nào chả ra rã phân tích về cái tội này Nhưng mà cuối cùng chính bà Hàn Ni thì đi tù bởi cái tội đó Còn như cô Nguyễn Phương Hằng thì không phải là người chuyên về luật Tiếp theo ngày 22 tháng 8 năm 2022 Tại Facebook nhà báo Hàn Ni có ghi là Mở lớp pháp luật cơ bản khóa 3 cho cộng đồng Lớp cuối cùng miễn phí Và cái cách PR của cô ấy là Sau drama chị Hằng Thấy có quá nhiều người không hiểu biết pháp luật Dù là những điều cơ bản Do vậy mình đã bỏ tất cả các tối thứ bảy máu chảy về tim để mở lớp pháp luật cho cộng đồng. Này thêm khóa nữa, khóa 3 miễn phí. Không biết là chị đã dạy xong cái lớp này chưa? Chứ nếu như chị dạy xong cái lớp này có khi là học viên nào cũng đi tù hết. Thì Hàn Ni nói rằng là có quá nhiều người không hiểu biết pháp luật Nhưng mà có lẽ cái người không hiểu biết pháp luật đầu tiên chính là nhà báo Hàn Ni Nhà báo luật sư Đặng Thị Hàn Ni đi tù Đúng là người ta nói là đừng tin những gì người khác nói Hãy nhìn vào những gì người khác làm những gì mà cô hàn ni nói thì rất là hay rất là tuyệt vời nhưng cuối cùng cái kết thì là như vậy và cuộc sống mà nhiều khi người ta chỉ nhìn vào cái kết thôi chứ ai quan tâm bạn nói gì một khi bạn thành công thì bạn làm cái gì cũng đúng còn một khi bạn thất bại thì bạn nói cái gì cũng không hề có ý nghĩa Thường thường với một người thì phải giỏi về cái chuyên môn của chính mình Nhưng mà cô Hàn Ni lúc nào cũng tỏ vẻ là rất giỏi chuyên môn về pháp luật Giỏi về 331, giỏi về pháp luật cộng đồng đi dạy cho người khác Nhưng chính cô Hàn Ni lại bị vướng vào 331 Thật là chua chát và đắng cay cho cô Hàn Ni này thưa cô chú anh chị và các bạn trong suốt hành trình drama ấy, thì Phúc Tài Chính cảm rất là thú vị khi mà được học thêm những kiến thức mới và những cái kiến thức đó cũng là một cái phần rất nhỏ trong luật pháp của Việt Nam và cứ tìm hiểu một kiến thức mới về pháp luật trong cái quá trình mà bình luận tin tức tìm hiểu tin tức Phúc Tài Chính cũng được chú luật sư Nguyễn Đình Kim chia sẻ rất nhiều về kiến thức pháp luật và không thể phủ nhận một điều rằng có những cái ý tưởng, có những cái điều chia sẻ, có những cái điều phân tích là do chú Nguyễn Đình Kim đã chia sẻ với Phúc Tài Chính và thưa cô chú anh chị và các bạn thì thỉnh thoảng Phúc Tài Chính cũng nhận được những cái cuộc gọi nhờ hỗ trợ về mặt pháp lý pháp luật thì cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn thì Phúc Tài Chính không phải chuyên ngành về luật sư và cũng không phải luật sư nên là nếu cô chú anh chị và các bạn cần những cái hỗ trợ về tư vấn về luật pháp thì có thể liên hệ với chú luật sư Nguyễn Đình Kim. Và Phúc Tài Chính có để thông tin và địa chỉ văn phòng của chú ở trên đây thì cô chú anh chị và các bạn có thể liên hệ với chú luật sư Nguyễn Đình Kim nhé. Và đó chính là những tin tức Phúc Tài chính chia sẻ trong video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn tại những video tiếp theo. Và nếu cô chú, anh chị và các bạn thấy video này hay thì có thể cho Phúc một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Và cô chú, anh chị có thể nhìn thấy ở đây chỉ còn khoảng là hơn 2.000 đăng ký nữa thôi là Phúc Tài chính đạt nút bạc rồi. Thì cô chú, anh chị và các bạn có thể gửi tặng cho Phúc một đăng ký kênh để Phúc đạt được nút bạc nha. Khả năng là cũng sẽ đạt được nút bạc trước khi sinh em bé cô chú, anh chị ạ. Bởi vì còn có khoảng hơn 2.000 đăng ký nữa thôi rất là nhanh và, và Phúc Tài chính cảm ơn rất nhiều cái sự ủng hộ từ cô chú anh chị và các bạn và video ngày sau đây là một video Phúc Tài chính chia sẻ mặt hàng với Phúc Tài chính đang bán thì cô chú anh chị và các bạn có thể đặt mua ủng hộ nhé và trong quá trình mua hàng có bất cứ vấn đề gì thì hãy gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều Ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú những cái sản phẩm, những cái khuyến mãi rất là hot ở bên Phúc Tài Chính với những cái giá cực kỳ hời thì cô chú anh chị và các bạn có thể theo dõi và chọn ra cho mình những cái mặt hàng ưa thích nhá. Đặc biệt là với đơn hàng từ 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký của Phúc Tài Chính viết về drama truyền kỳ để lưu lại những cái kỷ niệm rất là đẹp này. Thì Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là mật ong chanh vàng sắp tới là những cái tỉnh thành mà sắp bước vào mùa đông mùa lạnh rồi thì sẽ có rất nhiều các bạn nhỏ, người già và người trưởng thành gặp cái tình trạng là đau họng thì mật ong chanh vàng này sẽ giúp chúng ta xóa tan đi cái nỗi lò đó. Mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, một chai này là 1 kg cô chú anh chị nhé. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu chanh vàng và mật ong tự nhiên, sản phẩm chứa nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về họng và đặc biệt với công dụng của mật ong chanh vàng này sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh này, giúp giảm đờm này, giảm ho, chống nôn, tiêu hóa tốt và nâng cao thể trạng cho người già, ốm yếu, suy nhược cơ thể thì hàng ngày chúng ta có thể dùng như một là cái dạng nước pha để mà uống nước giải khát và rất tốt cho cổ họng và đặc biệt khi mà ho thì chúng ta sẽ sử dụng như siro uống hai thì mật ong chanh này đặc thì sẽ giúp giảm ho và chúng ta sẽ uống vào buổi sáng và buổi tối thì ngày hôm nay phúc tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một lọ 1 kg mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá sẽ là 195 000 nghìn và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45 000 nghìn Cô chú, anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để được nhận cái điều hời này nha. Và mỗi đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết từ năm ngoái cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hoa cúc đường phèn nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây là một loại trà đặc biệt bổ dưỡng này thơm ngon kết hợp giữa hoa cúc và đường phèn 100% hữu cơ thiên nhiên của chú anh chị nhé Và cái trà này sẽ giúp thanh mát này, mát gan, giải nhiệt và tốt cho hệ tim mạch Hỗ trợ điều trị mất ngủ nữa Thì cô chú anh chị nào đang muốn cải thiện giấc ngủ này Muốn mát gan tốt cho hệ tim mạch Thì có thể đặt mua cái trà hoa cúc đường phèn này và đặc biệt cô chú anh chị có thể pha cái trà hoa cúc đường phèn này vào buổi tối trước khi đi ngủ Trà hoa cúc đường phèn này được rất nhiều người ưa chuộng Một hộp này sẽ là một cân cô chú anh chị nhé hộp trà hoa cúc đường phèn này được thiết kế rất là sang trọng Có thể làm quà biếu, quà tặng cực kỳ là sang trọng Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị mua một trà hoa cúc đường phèn trị giá 175 nghìn Thì sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn cô chú anh chị nhé Cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374590012 để được đặt hàng sớm nhất và nhận cái điều khuyến mãi này sớm nhất cô chú anh chị và các bạn nhé. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì phúc tài chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo là phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hồng sâm KGC Hàn Quốc. Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc với dạng bột hòa tan này dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Facebook tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé. Thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này Dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi Như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi Để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe Và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng Khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm có thể là bồi bổ cơ thể Và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng tăng cường sức đề kháng này giảm căng thẳng mệt mỏi cải thiện tim mạch cải thiện trí nhớ làm đẹp da này thải độc bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng và cách cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng hai lần mỗi lần pha hai cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị nên dùng sau mỗi bữa ăn lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ à. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời đó chính là Khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được một cái điều rất là hời này nha đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả hãy gọi đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal này nha. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá và một gói sẽ là 70 ml giúp tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nha và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này và có tất cả là 30 gói 70 ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe cơ thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe phù hợp với mọi lứa tuổi đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi và công dụng của nước hồng sâm chén Hàn Quốc là sẽ hỗ trợ sức khỏe ổn định giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng hồi phục cơ thể suy nhược kém ăn rụng tóc khó tiêu hỗ trợ thải độc cơ thể rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành tăng cường sức đề kháng này hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung, đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh. Thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu, làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm. Và những cái sản phẩm sâm như thế này thì Phúc Tài chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của Phúc Tài chính uống nên là Phúc Tài chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này. Thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời Dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415 nghìn Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn Và đặc biệt những cái đơn hàng trên một triệu đồng Thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé theo là phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chai chính phủ kgc đây là một thương hiệu sâm rất nổi tiếng ở hàn quốc và với một hộp này thì sẽ có tất cả là 10 chai sâm như thế này cô chú anh chị nhé và những ngày cô chú anh chị cảm thấy mệt mỏi này, bức bối này, làm việc rất là mệt nhọc thì cô chú anh chị có thể tự thưởng cho bản thân một chai nước hồng sâm chính phủ KGC này để thay đổi tâm trạng và phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và chai nước sâm này với hương vị chua chua ngọt ngọt rất dễ uống nhưng mang lại một cái công dụng rất là tuyệt vời, đó chính là tăng cường sức khỏe này tăng cường trí nhớ ngăn ngừa sơ vữa động mạch phòng chống bệnh tiểu đường tăng sức đề kháng ngăn ngừa ung thư chống đột quỵ và làm đẹp da có rất nhiều công dụng trong một cái chai nước hồng sâm chính phủ kgc này đây là một thương hiệu sâm cực kỳ nổi tiếng và cô chú anh chị nào nếu vào những cái cửa hàng bán những cái đồ hàn quốc thì thường xuyên nhìn thấy cái sản phẩm về sâm thương hiệu kgc này trên những cái kệ sắt và cái chai sâm này sử dụng rất là tiện lợi có thể là uống luôn hoặc cô chú anh chị có thể đưa vào ngăn mát tủ lạnh để uống được ngon hơn vào những cái lúc mà thời tiết nóng nực cô chú anh chị và các bạn nhé ngày hôm nay thì phúc tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp chai nước hồng sâm chính phủ KGC với một hộp là 10 chai thì sẽ trị giá là 295.000 đặc biệt cô chú anh chị sẽ có ngay một phần quà đó chính là được tặng một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 của chú anh chị nhé. Chỉ với 295.000 sẽ được một hộp nước hồng sâm chính phủ KGC rất là nổi tiếng và uy tín tại Hàn Quốc và một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng của chú anh chị và các bạn nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhanh tay gọi điện đến số điện thoại 0374 590 để đặt mua cái điều hời này nha Và tất nhiên rồi với những đơn hàng trên 1 triệu đồng Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị một cái cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính tự tay viết nhé Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc hộp 10 chai cô chú anh chị nhé trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này. Và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc nước uống bổ sung năng lượng này giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi đặc biệt là người già người lao động nặng nhọc và stress cao công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này giải khát tăng sức đề kháng phục hồi thể lực nhanh chóng này bổ gan mát gan mát phổi giảm mỡ máu cải thiện tình trạng thiếu ngủ hạn chế lão hóa tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé và ngày hôm nay thì Phúc Tài chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng là đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi Và hơn thế nữa cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa chỉ với 145 000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45 000 Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hồi này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị một cái cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính viết tay cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cặp dầu gội xả Rio được sản xuất từ Hàn Quốc và sản xuất theo dây chuyền hiện đại hoàn toàn sử dụng thành phần nguyên liệu thảo dược đến từ phương Đông giúp làm sạch tóc này phục hồi tóc hư tổ này giảm gãy rụng này giảm gầu kích thích mọc tóc và giữ cho da đầu khỏe mạnh và thành phần ở đây đều được chiết xuất từ nhân sâm này trà xanh đậu giúp nuôi dưỡng và chăm sóc từng tế bào nang tóc đầu tiên là cặp dầu gội xả rio màu đỏ sẽ chuyên dụng cho tóc thô sơ hư tổn và chiết xuất từ tinh dầu hoa trà lựu đỏ để giúp tóc mềm mượt thì cô chú anh chị nào đang gặp cái tình trạng là tóc khô này sơ rối thì có thể sử dụng cặp dầu gội xả rio màu đỏ này sẽ giúp cho tóc sạch gầu và đồng thời dưỡng cho tóc rất là mềm mượt Tiếp theo là cặp dầu gội xả Rio màu nâu dành cho tóc mỏng yếu dễ gãy rụng, làm khỏe sâu tận chân tóc và giúp tóc bóng khỏe kích thích mọc tóc thì cô chú anh chị nào đang gặp cái tình trạng là tóc bị gãy rụng này và tóc rất là bỏng thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái cặp dầu gội xả Rio màu nâu này nó sẽ giảm gãy rụng tóc và đặc biệt là nó kích thích mọc tóc giúp cho tóc của chúng ta mọc lên và dày dặn hơn tiếp theo là cặp dầu gội xả Rio màu xanh lá thì sẽ dành cho tóc dầu và nhiều gầu sản phẩm sẽ làm sạch sâu này xử lý gàu giảm gàu một cách rất là rõ rệt và giảm bong chóc da đầu cô chú anh chị nào đang gặp cái tình trạng là tóc rất là nhiều gàu bong chóc rất nhiều da đầu đặc biệt là vào mùa đông này thì có thể sử dụng cặp dầu gội xả rio màu xanh để trị gàu tận gốc cô chú anh chị và các bạn nhé mà ngày hôm nay có một cái điều rất là hời gửi tới cô chú anh chị và các bạn Đó chính là khi mua một cặp dầu gội xả Rio thì cái giá sẽ là 365.000 Và đặc biệt cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một tuyết kem đánh răng Median 93% nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 55.000 Như vậy thì với 365.000 cô chú anh chị sẽ có một cặp dầu gội xả Rio và thêm một tuyếp kem đánh răng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nữa Cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số 0374590012 012 để được nhận cái điều hời này nha Và đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ của chú anh chị nhé tiếp theo phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là sữa tắm happy cao cấp đây là dọc sữa tắm cao cấp và hương thơm cực kỳ là sang trọng quý phái nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta săn chắc này giữ ẩm cho da và khi sử dụng cái sữa tắm happy cao cấp này nó sẽ tẩy tế bào da chết một cách rất là dịu dàng và nhẹ nhàng giúp cho làn da của chúng ta mềm mịn và cái cảm giác mà khi tiếp xúc với loại sữa tắm này chúng ta sẽ có cảm giác làm sạch rất là êm dịu và đặc biệt là cái loại sữa tắm happy cao cấp này mùi hương sẽ lưu ở trên da rất là lâu giúp cho da sạch mát rất là mềm mịn Đặc biệt sữa tắm Happy cao cấp thì có công thức làm sạch dịu nhẹ này, giàu độ ẩm, siêu dưỡng ẩm giúp cho làn da của chúng ta rạng rỡ và đặc biệt là làm sạch lỗ chân lông và thêm cả giữ mùi hương rất là lâu nữa thì với một chai sữa tắm Happy cao cấp này sẽ nặng là 910g cô chú anh chị nhé để trong nhà tắm cực kỳ là sang trọng và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời đó chính là khi mua một sữa tắm Happy cao cấp với giá là 235.000đ thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc trị giá 50.000 đồng như vậy với 235.000 cô chú anh chị sẽ có ngay một chai sữa tắm Happy cao cấp 910 g và hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc thì để nhận được cái điều này cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 để được phúc tài chính hỗ trợ nha Đặc biệt là với những cái đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính viết cô chú anh chị nhé những tỉnh phía bắc thì mùa đông bắt đầu đến rồi và trong cái mùa này thì rất nhiều chị em và các cô bị cái vấn đề là bị nứt nẻ môi và khiến cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Thì Phúc Tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị cái mặt nạ ngủ dưỡng ẩm môi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này. Nó sẽ là có dạng kem màu hồng nhạt, mang hương thơm ngọt ngào từ những loại quả mọng khiến cho chúng ta cảm thấy ngất ngây khi mà vừa thoa lên môi và phúc tài chính cũng rất hay sử dụng cái sản phẩm này thì nếu như mà chúng ta cảm thấy có hiện tượng nứt nẻ môi chỉ cần bôi qua một đêm thôi ngày mai đôi môi của chúng ta sẽ căng mọng và mềm mượt rất là thích luôn và không bao giờ lo về cái tình trạng nẻ môi nữa cô chú anh chị và các bạn nhé và công dụng của sản phẩm này là sự kết hợp giữa các loại quả mọng như mâm xôi, việt quất, dâu tây giúp tái tạo lại tế bào da cho đôi môi luôn căng mọng và sản phẩm này sẽ làm sạch các tế bào da chết trên môi trong thời gian mà chúng ta ngủ phục hồi cái sự hồng hào cho đôi môi và những ai mà hay trang điểm hay dùng son ấy thì cái đôi môi nó sẽ bị bị trì ấy, nên là sẽ bị thâm thì cái sản phẩm dưỡng môi này nó sẽ giúp cái môi của chúng ta sẽ trở nên hồng hơn và cái sản phẩm này sẽ sử dụng trong lúc chúng ta ngủ nhé trước khi đi ngủ thì các cô các chị có thể bôi một lớp mỏng ở trên môi sau một đêm sau khi tỉnh dậy chúng ta sẽ thấy cái lớp da chết ở trên môi sẽ bị bong chóc đi và thay thế vào đó là một cái đôi môi rất là căng mọng và mềm mượt và không bị nứt nẻ nữa và cái cách dùng như sau trước khi đi ngủ thì cô chú anh chị có thể lấy một cái muỗng ở trong cái hộp này lấy một ít kem bôi ở trong đây và sau đó bôi lên môi và sáng mai tỉnh dậy chúng ta rửa sạch với nước sạch là chúng ta đã có một cái đôi môi căng mọng rồi cái sản phẩm này dùng cực kỳ thích luôn và những ai mà cảm thấy khó chịu khi mà cái thời tiết hanh khô cái đôi môi nứt nẻ thì nên mua cái sản phẩm mặt nạ ngủ dưỡng môi này từ Phúc Tài Chính nha ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua cái mặt nạ ngủ dưỡng môi với giá là 295.000 này thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc giúp căng bóng da và giúp làn da trở nên tươi sáng mịn màng hơn thì cô chú anh chị hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hồi này nha và đặc biệt những đơn hàng trên một triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama truyền kỳ rất là ý nghĩa đến cô chú anh chị và các bạn tiếp theo là phúc tài chính mang đến với cô chú anh chị một cái sản phẩm rất cần thiết trong cái mùa đông này và như chúng ta thấy thì mùa đông rất là thời tiết rất là hanh khô và nhiều làn da của mọi người bị nứt nẻ và cảm giác rất là khó chịu vậy nên phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị mặt nạ ngủ dưỡng ẩm nhập khẩu chính hãng từ hàn quốc mang đến cho các cô các chị vẻ ngoài thật dạng dỡ căng tràn chỉ sau một đêm sử dụng mà thôi và công dụng sẽ giúp phục hồi sự cân bằng hệ vi sinh trên da trong suốt một đêm dài giúp cho làn da của chúng ta trở nên tươi mới tăng cường khả năng bảo vệ và giúp gia tăng sức đề kháng cho da giúp da luôn rạng rỡ và có độ căng bóng khỏe mạnh đặc biệt là giúp cho làn da của chúng ta giữ được độ ẩm trong cả một đêm dài mang tới cái hương thơm rất là thư giãn và nhẹ nhàng cho giấc ngủ và phúc tài chính sẽ mở cái lọ này ra nhé bên trong là sẽ là có một cái hộp 70ml như thế này Và cái cách dùng đó chính là chúng ta sẽ dùng vào buổi tối sau khi mà làm sạch da Thì sẽ lấy ra một cái lượng vừa đổ và thoa lên đầu mũi này, má này, chán cầm Thoa nhẹ nhàng lên tất cả những cái bề mặt da mặt và sau khi mà sản phẩm đã thấm vào da rồi thì chúng ta hãy cứ để vậy vừa đi ngủ. Sáng ngày mai rửa sạch với nước sạch là chúng ta có thể có một cái làn da rất là căng bóng và mềm mịn. Và đây là sản phẩm rất là cần thiết trong cái mùa đông này và dùng cực kỳ là hiệu quả luôn. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một mặt nạ ngủ dưỡng ẩm 70ml với giá là 315.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc với giá là 50.000 đồng. Hãy gọi cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 để nhận được cái điều hời này nha. Và đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cái cuốn nhật ký do Phúc Tài Chính viết từ năm ngoái đầy ý nghĩa về drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái sản phẩm dưỡng da nữa trong cái mùa đông này Đó chính là kem dưỡng da nâng tông ốc xen nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Thì đây chính là cái lọ kem mà Phúc Tài Chính vẫn hay sử dụng để có một cái làn da cũng khá là mịn màng như thế này và ở đây sẽ là 30ml cô chú anh chị và các bạn nhé Dùng rất là hiệu quả Vừa dưỡng được da mà làn da của chúng ta lại còn trắng sáng hơn nữa Cái dạng này sẽ là dạng kem này Được chiết xuất từ dịch nhầy ốc sen vàng, bạch sâm này Tơ tẩm sữa ong chúa, ngọc trai Và nó sẽ giúp dưỡng trắng này mờ thâm nám Giảm nếp nhăn và nếp chân chin hiệu quả Đặc biệt là nó sẽ cải thiện cái làn da chảy xệ ngăn ngừa nếp nhăn do tuổi tác và đặc biệt nữa là bổ sung duy trì độ ẩm, nuôi dưỡng cho làn da căng bóng và mịn màng. Nó sẽ bảo vệ da trước những cái tác hại xấu của môi trường như là khói bụi và ngăn ngừa làm chậm đi những cái dấu hiệu lão hóa trên da và cái sản phẩm này khi mà chúng ta dùng thì vừa dưỡng da mà vừa giúp nâng tông da nữa nên là cũng không cần phải đánh phấn nữa chỉ cần bôi một cái lớp kem dưỡng da nâng tông này là chúng ta đã có một cái làn da tươi sáng nâng tông và trắng hơn để chúng ta tự tin bước ra ngoài và ngày hôm nay có một cái điều rất là hời Phúc Tài Chính đem đến cô chú anh chị và các bạn Đó chính là khi mua kem dưỡng da nâng tông với giá 330.000 Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay hai mặt nạ vitamin Hàn Quốc Với giá là 50.000 cô chú anh chị và các bạn nhé Hãy gọi điện thoại cho Phúc đến số điện thoại 0374 Để sở hữu cái điều rất là hời này nha và đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính tự tay viết. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị một cái dòng kem chống nắng 3 trong 1 vừa chống nắng này, vừa nâng tông và vừa giữ ngập da có tên là DK Fusion và đây là dòng kem chống nắng phổ biến với chỉ số chống nắng cao nhất hiện nay giúp bảo vệ làn da của chị em và các cô suốt 6 đến 8 giờ khỏi tia cực tím độc hại và cả những cái ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử nữa và nó sẽ giúp nâng tông trắng hồng tự nhiên lớp kem mềm mịn che khuyết điểm cực kỳ tốt và có thể thay thế kem nền lớp make up cho những chị em bận rộn chống trôi khi gặp nước da dầu hay bị đổ mồ hôi và không lo bị loang lộ thẩm thấu rất là nhanh và vô cùng dịu nhẹ lành tính cho da kể cả là da nhạy cảm nữa Đặc biệt là với thành phần nó sẽ giúp dưỡng trắng da này, mờ nám, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp cho dưỡng ẩm da sâu và cấp ẩm cho làn da, không gây bết dính và xuất xứ là Hàn Quốc và một cái lọ ở trong đây thì sẽ có dung tích là 50ml cô chú anh chị và các bạn nhé. 50 ml cho một cái lọ như thế này và ngày hôm nay phúc tài chính đem tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một cái lọ kem chống nắng DK Fusion này thì sẽ có giá là 315.000 đặc biệt cô chú anh chị sẽ được tặng ngay Hai mặt nạ vitamin 50.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Vậy nên chỉ với 315.000, cô chú anh chị sẽ sở hữu ngay một cái tuyết kem chống nắng có nhiều công dụng nhất hiện nay, vừa chống nắng vừa nâng tông da và vừa dưỡng ẩm cho da nữa và được tặng ngay hai mặt nạ vitamin nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc rất là tốt. Và cô chú anh chị hãy gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal này nha. Và đặc biệt những cái đơn hàng nào trên 1 triệu thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết để lưu lại những cái kỷ niệm. Tiếp theo là Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là Cao Gián Hồng Sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Với những cô chú anh chị nào mà bị nhức mỏi ở những vị trí như vai gáy này, tay này, khuỷu tay này, hông này, đùi này, rồi là khuỷu đùi này. Thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái miếng dán này để làm giảm đi cơn đau. Và miếng dán này gồm một lớp bề mặt với chiết xuất nhân sâm trực tiếp thẩm thấu vào da. Và khi mà chúng ta dán một cái miếng dán này vào da thì nó sẽ giúp cho cơ bắp được thư giãn, giảm đau nhanh chóng, phục hồi. Và cao dán hồng sâm Hàn Quốc này sẽ giảm đi các chứng đau cơ này, đau thần kinh, đau đầu nhức vai, đau lưng do vận động đặc biệt là rất là tốt cho những cái người chơi thể thao khi mà bị va đập chấn thương và cái cách sử dụng là chúng ta sẽ làm sạch cái chỗ đau và sau đó sẽ dán cái miếng dán này lên tầm 2-3 ngày thì sẽ bỏ và thay mới nếu như mà vẫn chưa hết đau thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mua combo 2 cao dán hồng sâm Hàn Quốc với giá là 95.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói cao dán hồng sâm Hàn Quốc nữa như vậy là chỉ với 95.000 chúng ta sẽ có 3 cao dán hồng sâm Hàn Quốc. Và đặc biệt với những đơn hàng trên 1 triệu thì Phúc Tài Chính cũng sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cái món quà kỷ niệm là cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết. Chần chờ gì nữa cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay đến số điện thoại 0374 để nhận được cái điều hời này nha. Và tiếp theo Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái chai dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc Và bên trong nó sẽ là như thế này đây là sản phẩm rất nổi tiếng trên thị trường Hàn Quốc Là cái mẫu đặc biệt mà được một cầu thủ rất nổi tiếng ở Hàn Quốc làm thương hiệu đại diện Và đây là dạng dầu nóng, cực kỳ nóng của chú anh chị nhé Có dạng kem này, trắng sữa, mùi bạc hà, thơm mát, dễ chịu và ở bên sườn này có cái loại dụng cụ massage Đó chính là chúng ta lấy một cái ít kem trắng sữa ở trong đây Chúng ta bôi lên cái vùng mà chúng ta cảm thấy đau nhất Và sau đó sẽ dùng cái dụng cụ massage để lăn qua lăn lại Cực kỳ là hiệu quả Và chúng ta đỡ phải dùng sức để mà xoa bóp Mà sẽ có ngay cái dụng cụ massage này thì khi mà phúc bầu thì có một cái giai đoạn nó bị xuống chân và cực kỳ đau lòng bàn chân thì sử dụng cái dầu nóng này xoa bóp là đã đỡ đi cực kỳ nhiều nên phúc tài chính cũng rất thích cái chai dầu nóng này cực kỳ nóng cô chú anh chị và các bạn nhé và với cái công cụ massage này thì nó sẽ giúp cho dầu nóng này nhanh chóng thẩm thấu vào trong da giảm đau rất là nhanh chóng và công dụng sẽ hỗ trợ điều trị chứng viêm xương đau cơ đau khớp tê bút chân tay hỗ trợ điều trị đau đầu này đau vai đau lưng đau cổ và hỗ trợ điều trị bong gân chấn thương khi vận động nhiều làm giảm những cái chứng như là viêm ngứa da nổi mẩn đỏ do côn trùng cắn và cái cách sử dụng là chúng ta sẽ lấy một ít dầu nóng này bôi lên da cái vùng da mà chúng ta cảm thấy đau nhất và sau đó sẽ sử dụng cái con lăn này lăn qua lăn lại ngày khoảng 3 bốn lần để chúng ta sẽ giảm cơn đau rõ rệt và rất nhiều cô chú anh chị đặt mua cái dầu nóng này bởi vì rất cần thiết trong cuộc sống, đặc biệt là những người cao tuổi. Và mỗi cô chú anh chị có thể nên mua một cái chai dầu nóng này để ở trong nhà để phòng những cái lúc cần. Và với các anh các chị các bạn thì có thể mua cái lọ này để gửi tặng cho bố mẹ, ông bà của mình nhá. Và ngày hôm nay phúc tài chính đem đến với cô chú anh chị một cái news rất là hời đó chính là khi mua một cái chai dầu nóng này với giá 120.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cái gói cao dán hồng sâm Hàn Quốc với giá là 50.000 và cô chú anh chị hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374590012 để nhận được cái điều hời này nha. Và với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị những cái trang nhật ký mà Phúc Tài Chính đã lưu lại trong chuỗi hành trình drama truyền kỳ. Và Phúc Tài Chính cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc làng chị xài thấy tốt em ạ, à. em cảm ơn chị nhé. Chị nhận được hàng rồi em nhé, cảm ơn em, dầu gội ok lắm em. Dạ vâng ạ, à, em cảm ơn chị ạ. À. Và tiếp theo là feedback từ đơn an cung. Cháu ơi, cô đặt thêm hai hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy, vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. À. Chúc em ngày mới vui vẻ, xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi Thấy được đấy em Dạ em cảm ơn chị nhé Em ơi mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé Giờ nào cũng được Tại tòa A3 Vinhome Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi Cảm ơn nhiều Dạ cháu cảm ơn cô nhé Chị nhận được kẹo rồi Kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm Cô Hồng Hải nói rằng là Cháu bán hàng cũng chuẩn Cô đã mua hàng của cháu rồi Hàng chất lượng giá rẻ theo cô Chu Ninh có comment rằng Sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt Cô đã sử dụng rồi Cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé Và đó chính là những lời chia sẻ Từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều Và trong quá trình mua hàng Cô chú anh chị có bất vì một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với phúc tài chính để phúc tài chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship bởi vì phúc tài chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship còn có bất cứ vấn đề gì cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012 đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn và về phí ship thì bên phúc tài chính cũng sẽ hỗ trợ tối đa giảm ship và miễn phí ship trong tùy từng trường hợp thì với những cái đơn hàng từ 1 đến 2 cân Thì ở khu vực Hà Nội phí ship sẽ là 10.000 đồng Và những cái tỉnh khác thì sẽ là 15.000 đồng Với những đơn hàng lớn từ 3 đến 4 cân Một cái thùng rất là to đấy ạ Thì phí ship ở Hà Nội sẽ là 20.000 đồng Còn phí ship ở các tỉnh khác sẽ là 30.000 đồng Còn với những cái đơn hàng mà cô chú anh chị mua Những cái đơn hàng rất lớn lớn Từ 5 đến 6 cân một cái thùng hàng rất to đấy ạ Thì phí ship ở khu vực Hà Nội sẽ là 30.000 đồng và phí ship ở các tỉnh khác sẽ là 50.000 đồng. Đây là một cái giá ship mà Phúc Tài Chính đã giảm tối đa từ 50 đến 70% phí ship rồi. Và cô chú anh chị chỉ cần trả từ 30 đến 50% mà thôi. Và một lần nữa thì Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đặt mua hàng từ bên Phúc Tài Chính. Đó là một cái sự ủng hộ Phúc Tài Chính cảm ơn rất nhiều. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị những video mới nhất nhé. Bye bye!